Xin kính chào các quý vị. Vâng, tôi đứng đây tôi ngắm xem dòng Syva của hãng L Acoustics đến từ Pháp này thì nó có cái gì khác biệt mà tại sao nhà hát Chicago, thành phố của Mỹ, rồi các nhà thờ, rồi nhiều trung tâm mà khi ứng dụng những dòng này thì nó có cái điều gì. Như các bạn nhìn thấy cái thanh Syva này thì nó cũng rất là lạ. Đó, nó ở trên này thì nó là dùng có 5 loa độc lập và đây là một cái module riêng. Ở trên thì nó sử dụng vào đây là 3 loa tweeter. Còn ở dưới này thì nó sử dụng vào 5 loa mid-range và nó kết nối với nhau và được hoàn toàn được làm bằng gỗ bạch dương và sau đó được sơn phủ sần bên ngoài, nhưng mà khi bê thì rất là nặng, thì chứng tỏ đây là một trong những cái thanh Syva này rất là chất lượng và nó có tải áp lên tới tận 137 dB. Cộng như là những cái yếu tố mà rất đặc biệt như là độ mở âm thanh, cũng như là các thanh treo âm thanh, thì tôi thấy đây là một cái điều rất là lạ, là hay khi người ta sử dụng những cái thanh này và trong các cái ứng dụng đó, mà nhất là những người Mỹ, là những cái người mà người ta rất là chú trọng về màu sắc âm thanh mà người ta lại tin tưởng những dòng loa đến từ Pháp này, thì đây chứng tỏ là một hãng rất là nổi đình nổi đám. Và cũng đúng thôi các bạn ạ, với dòng này nó có giá trên 1 tỷ Việt Nam đồng khi kết hợp cùng tất cả dòng sản phẩm. Với 1 tỷ đó thì nếu mà xét ra mà để mua những bộ dàn những người Việt Nam mình setup thì chắc là nó cũng phải tầm cỡ được tầm khoảng trung bình thì được khoảng trên 10 bộ. Nhưng mà chúng ta đổi lại một bộ này thì nó được cái gì? Đó chính là cái yếu tố về âm thanh, âm nhạc và để thỏa mãn. Vì khi các bạn kết hợp cái này, các bạn nghe nhạc các bạn cũng sẽ thấy nó có một cái sự rất đặc biệt. Với 5 thanh này, cái độ sự lan tỏa của âm thanh nó rất là rộng mở. Và với nó thì nó sẽ kết hợp với hai dòng sub khác nhau. Một là Syva sub thì các bạn có thể để nằm xuống và cái tải âm thanh thì lại sẽ thấp hơn. Vì Syva sub thì bát của nó có đường kính lên 30 cm. Mà hai là Syva low thì đây các bạn sẽ để được như thế này và các bạn sẽ được đưa cái module lên đây, và đây thì nó sẽ có một cái rắc nối nhé. Các bạn rất hay là có 4 cái vấu này, sau đó là nó đưa cái rắc nối vào đây giống như hình tháp trụ, như cắt đầu đi ở đây như này. Thì trên này nó có cái rắc nối này và nó kết nối cùng vào đây, thì tôi nghĩ đây là một trong những cái sự kết nối module này rất là tiện lợi cho các bạn và để cho nó không bị ảnh hưởng nhiều tới màu sắc âm thanh qua các đoạn dây dẫn. Và cái sự tối giản của dòng này thì như các bạn nhìn thấy nó rất là đơn giản, nó chỉ là một gối hình vuông. Nó có chiều sâu này thì là gần 35 cm, chiều này 35 cm và chiều cao này nó chỉ có khoảng 85 cm. Và khi các bạn đặt lên thì với cái âm hình của dòng Syva này thì tôi nghĩ đây là một trong những âm hình chuẩn, là vì khi cái họng mở của cái giải mid-range và giải cao này thì nó sẽ đúng vào cái tiêu chí của người tiêu dùng muốn. Còn các bạn có thể kết nối lên trên tường cũng được, kết nối cùng cả tivi để cùng cái đó mình có thể là chơi, mình nghe cùng tivi thì cũng là một điều rất là thuận tiện. Và nếu đây thì tôi để đây là ở trong cái định dạng giống như là Syva sub, để đó là một cái mô hình, tức là mình chơi được một lúc hai con, mình để cạnh nhau thế này để tăng độ giải trầm ở bên dưới, và độ trầm này thì nó đúng là độ trầm của sự lan tỏa. Và kết hợp với những dòng này thì chúng ta vẫn cứ phải dùng cái LA4X của dòng Syva này, thì đây đó là một cấu hình chuẩn rồi. Và với một tiêu chí này thì tôi nghĩ đây là một trong những bộ karaoke chuyên nghiệp mà tại Thiên Hà đang phân phối này, nó có một cái giá rất đỉnh đám này thì rất là đắt. Nhưng mà cái âm thanh của nó đem lại cho các bạn thì nói chung là thỏa mãn đôi tai. Và chúng tôi cũng đã ngồi nói chuyện nhiều hoặc chia sẻ nhiều với các ca sĩ nhạc công thì thấy mọi người ai cũng rất là ưng khi lên phòng test lab của Thiên Hà và có một buổi trải nghiệm thực tế. Còn chăm hay không bằng một nghe thấy, thì bây giờ các bạn phải nghe trực tiếp, đến hát thử qua bộ Syva này thì các bạn sẽ cảm nhận thế nào. Xin mời các bạn. Hoàng hôn khi ánh chiều buông, khi nắng còn vương, một mình tôi ngắm cánh chim lạc loài mà lòng mình thấy u hoài. trên bến hoàng hoa hay những đường xa, thường thường hai đứa dắt nhau tươi cười, mắt say sưa thắm mộng đời. Dù cho mưa gió bên mái tranh nghèo, dù cho nắng, dù cho sương khói mịt mờ, niềm thương yêu Hằng xin mãi mãi không hề phai. Nhớ đêm nào trên bến tìm sao hai đứa nhìn nhau không nói một câu, như thầm mơ ước mơ dạt dào, như thầm hẹn nhau mùa sau. Dù cho nắng, dù cho sương khói mịt mờ, niềm thương yêu Hằng xin mãi mãi không hề phai. Nhớ đêm nào trên bến tìm sao hai đứa nhìn nhau không nói một câu, như thầm mơ ước mơ dạt dào, như thầm hẹn nhau mùa sau. Tôi vẫn đi giữa hoàng hôn, tôi vẫn đi giữa hoàng hôn, tôi vẫn đi lòng thương nhớ. Cành hoa tím tím bé xinh xinh báo xuân nồng, rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng. Hà Nội chờ đón Tết hoa chen người đi, liễu dù mà chi đêm tân xuân, hồ gươm như say mê, chuông reo ngân ngọc sơn sao uy nghi, ngàn phía đến lễ đền chạnh lòng. Tôi nhớ đến người em, tôi dâng hương, mắt nồng dồn ý yêu thương. Đôi mắt em nói nhiều, tha thiết như dáng kiều. Ôi tình yêu như một giấc mùa thu khép giữa trời tím ngát, nàng đi gót hài xanh, người đi trong dạ sao đành đường quen lối cũ ân tình. Nghĩa xưa rồi từ ngày ấy sống xa anh nơi kim tiền, ngục trần giam hãm tâm thân sinh đôi mắt hiền. Đời nghèo không lối thoát, em tôi đành thôi cúi đầu mà đi. Em tôi đi màu xót lên đôi môi, khăn san bay là lời bên vai ai. Nhìn sắc pháo bên thềm, chạnh lòng tôi nhớ đến người em. Đường phố lóa ánh đèn, một người anh thương nhớ về.